Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Nam đang là những nơi mà có mây đối lưu phát triển và gây mưa. Còn những nơi mỏng mây như thế này ở khu vực ven bờ Trung Bộ là những nơi mà có thời tiết đẹp, thích hợp cho các kế hoạch du lịch biển đảo dịp cuối tuần. Khu vực Quảng Trị đến Ninh Thuận gồm các đảo du lịch như là Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn, hay là vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm các đảo Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu. Chiều nay trời tiếp tục có nắng đẹp. Tầm nhìn xa ở đây trên 10 km, gió thì không quá cấp 5, an toàn cho tàu thuyền hoạt động, cũng như các hoạt động tắm biển hay chèo thuyền kayak. Vịnh Bắc Bộ có các đảo như là Cô Tô, Quan Lạn hay Cát Bà, thời tiết sẽ chuyển xấu ở khu vực phía Bắc. Dự báo chiều nay trời có mưa dông bất chợt, đi kèm theo dông lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Du lịch đến các đảo và quần đảo Phú Quý, Côn Đảo thuộc vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, quý vị cũng cần lưu ý đến mưa dông, đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày hôm nay gió sẽ không quá cấp 4. Riêng tại huyện đảo Trường Sa, quý vị cần phải đề phòng với mưa dông, đi kèm với gió giật và lốc xoáy nguy hiểm. Với huyện đảo Hoàng Sa trời ít mưa và có nắng, tầm nhìn xa ở đây trên 10 km. Trên đất liền Trung Bộ, dự báo chiều nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35 đến 38 độ. Có những điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Từ ngày 25 tháng 6, nắng nóng sẽ có xu hướng giảm dần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất cho các bản tin thời sự tiếp theo.